Bạn đang có nhu cầu mua một căn hộ cho gia đình nhỏ của mình, nhưng vẫn phải đảm bảo sự tiện lợi cho công việc của hai vợ chồng và những thành viên nhí trong gia đình. Bạn băn khoăn không biết nên chọn chủ đầu tư nào để gửi niềm mong mỏi của mình. Với sứ mệnh phục vụ bạn, chúng tôi hân hạnh được mang đến một không gian sống hoàn hảo, đáp ứng tất cả những nguyện vọng của bạn. Central Home là dự án chung cư cao tầng hiện đại với đầy đủ tiện ích cho gia đình bạn. Central Home được xây dựng trên diện tích 1.310m2 với gần 200 căn hộ cao cấp tọa lạc tại 129 Đê Trường Định. Đây là vị trí giao thông thuận tiện, rất gần với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Central Home được xây dựng theo tiêu chuẩn một cao ốc với những hạ tầng xã hội hoàn hảo nằm ngay trong lòng nội thành Hà Nội. Đến với Central Home, bạn sẽ thấy thật tiện nghi khi những dịch vụ tiện lợi sẽ được mở ngay ở sảnh tầng 1 phục vụ các cư dân của Central Home 24/7. Không gian xanh sẽ được trang trí lung linh, mang lại cảm giác tuyệt vời mỗi khi gia đình bạn về đến nhà. Central Home kết hợp với cơ sở văn hóa hạ tầng đô thị mang tiêu chuẩn quốc tế là một diện mạo mới cho cuộc sống hạnh phúc yêu thương. Central Home, sự thay thế hoàn hảo cho những ngôi nhà thổ cư với diện tích khiêm tốn nằm san sát im lìm, ít nắng và gió ghé thăm. Ngay tại đây, bạn sẽ được tận hưởng một không gian sống khác biệt hoàn toàn, nếu không muốn nói là hoàn hảo, từ sự tiện nghi do vị trí trung tâm, sự thoáng đãng, yên tĩnh, an toàn và rộng rãi với diện tích các căn hộ đều gần 90m2 đến 120m2. Sống tại Central Home, bạn có nhiều lựa chọn mua sắm với hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm và các cửa hàng tiện lợi ngay trong tòa nhà, giúp bạn có thể mua sắm mọi thứ bạn cần bất cứ lúc nào. Hệ thống phòng tập gym, yoga ngay tại tòa nhà với trang thiết bị hiện đại, đa dạng, cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp và phương pháp tập luyện khoa học giúp bạn có một cơ thể săn chắc, một sức khỏe viên mãn, một tinh thần thoải mái, một nguồn năng lượng dồi dào không ngừng được khơi dậy mỗi ngày. Hệ thống bể bơi trong nhà cũng là một địa điểm tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua. Thay vì phải mất thời gian di chuyển, giờ đây bạn đã có thể bơi lội quanh năm tại bể bơi 4 mùa ngay tại nơi bạn ở, giúp bạn có sức khỏe dẻo dai và tinh thần thư thái nhất. Với mong muốn những cư dân của mình được sống trong tiện nghi, thoải mái, nhưng chúng tôi cũng đặt sự an toàn của gia đình bạn là số 1. Đó là lý do chúng tôi đầu tư hệ thống camera giám sát và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, đảm bảo an ninh 24/7. Hệ thống bãi đỗ xe hiện đại được bố trí tại tầng hầm, giúp bạn gửi xe nhanh chóng, thuận tiện và an toàn tuyệt đối. Bạn không còn vất vả, mất thời gian đi gửi xe như trước đây. Bạn có thể dành nhiều hơn thời gian và không gian sống bên những người thân yêu. Bên cạnh đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, hoàn toàn tự động và cửa thép chống cháy sẽ mang lại cho gia đình bạn sự an toàn cao nhất. Tại Central Home, chúng tôi tự hào với thiết kế căn hộ ưu việt, thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên. Chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho bạn một không gian sum họp tiện nghi, đầm ấm, tiếp thêm nguồn năng lượng mỗi ngày cho gia đình bạn. Phòng khách chan hòa ánh sáng thiên nhiên với ô cửa trong suốt là không gian lý tưởng nhất cho gia đình bạn sum vầy mỗi ngày. Phòng ngủ ấm cúng, riêng tư, cho bạn một giấc ngủ ngon để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong nhà bạn, chúng tôi mang đến một không gian bếp đầy sự kết nối yêu thương. Không gian để gia đình bạn cùng nhau chia sẻ công việc bếp núc, chia sẻ những câu chuyện sau mỗi ngày tan sở, tan trường. Và một không gian không thể thiếu được cho bạn, đó là phòng tắm, nơi giúp bạn xóa tan sự mệt mỏi, mang lại sự thư giãn nhất sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Bất động sản Triệu Phú, thực hiện giấc mơ của bạn.